làm giống như hình mẫu trong đây luôn nha các bạn. Mình làm giống như hình mẫu trong chai nha các bạn. Bạn ơi, bây giờ bạn ngồi sẽ làm hai cái lỗ tai nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ bạn ngồi sẽ làm hai cái lỗ tai. Giờ bây giờ mình sẽ làm con mắt. Cái mũi nữa nha các bạn. Bây giờ bạn mũi sẽ trà màu đen. Lộn đường. Bây giờ là màu cam nha các bạn. Con sẽ làm một cam con chó kiểu gì kỳ vậy? Màu cam nha các bạn. Thank you.
đồ cho hết luôn đi. Mình sẽ làm đồ già. Bây giờ mình sẽ làm màu trắng. Cùng là màu đỏ nha các bạn. Cái dũi bây giờ cuối cùng bạn mỗi làm cái dũi màu đỏ.